Chương 24 Phục hưng. Thánh linh Đức Chúa Trời hiện diện giữa chúng ta. Ôi ước gì Ngài xé rách các tầng trời, Ngài ngự xuống và làm rung động các núi trước mặt Ngài. Ê-sai đoạn 64 câu 1. Bắt đầu từ chương 20, chúng ta đã học về lời cầu nguyện của tiên tri Ê-sai. Nhà tiên tri được Chúa cho thấy trong tương lai cảnh hoang phế tiêu điều của thủ đô Jerusalem, cảnh đa số dân Israel bị quân Canh-đê bắt đầy đi làm phu tù, nên ông đã cầu nguyện, cầu thay cho dân mình, đặt các vọng canh, tức là thúc giục người khác cùng ông cầu thay, không để cho mình nghỉ ngơi và cũng không để cho Đức Chúa Trời an nghỉ cho đến khi Jerusalem được trở lại thành. Sự ngợi khen trong cả đất. Ê-sai biết cầu nguyện vì ông là người sống gần gũi Chúa, ông là người biết Đức Chúa Trời. Nhưng đối với chúng ta, cầu nguyện không phải là một việc dễ dàng. Chúng ta là người yếu đuối, biết Chúa quá ít. Cầu nguyện là một việc khó cho chúng ta và chúng ta cần phải học hỏi. Nếu chúng ta chưa lần nào cảm biết mình yếu đuối và đến thưa với Chúa như các môn đồ, lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, thì chắc chắn ta chưa bao giờ cầu nguyện thật sự cả. Đức Chúa Trời, bởi lòng nhân từ của Ngài, đã để lại những mẫu mực, những gương cầu nguyện và nhiều hình ảnh để dạy dỗ chúng ta. Tiên tri Ê-sai khi cầu nguyện thì nhắc nhở công việc của Chúa đã làm trong quá khứ, cách Chúa đối xử với dân của Ngài khi xưa, rồi cầu xin Chúa từ trời đoái xem dân Ngài, để ý đến tình cảnh của họ, lưu tâm đến họ, có lòng sốt sắng và nóng cháy về họ như Ngài đã có khi xưa. Ông tha thiết mong ước được nhìn xem mặt Chúa, được biết ý tưởng tốt lành của Chúa đối với dân Chúa, và được cảm nhận sự lưu tâm tràn đầy tình thương mà Chúa dành cho họ. Nhưng nhà tiên tri không dừng lại ở chỗ đó. Người biết cầu nguyện không bao giờ dừng lại ở đây, vì bấy nhiêu đó chưa đủ cho nhà tiên tri thỏa lòng. Vì vậy, ông tiếp tục lời nài xin của mình trong đoạn 64 này. Đúng ra, đoạn 64 cũng thuộc trong lời cầu nguyện của Ê-sai từ đoạn 63. Nhưng ở đây, ông dùng tán thán tự. Ôi! Ôi! Ước gì Ngài xé rách các tầng trời. Không có một tiếng nào bày tỏ lòng tha thiết ước mong sâu xa cho bằng tiếng. Ôi! Khi một người đứng ở một chỗ cùng đường và chỉ biết đặt hy vọng và lòng trông mong mình hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Trong phần này, lời cầu nguyện của Ê-sai cũng xen lẫn các lời nài xin, xưng tội, thỉnh nguyện và biện bạch để trình đến Chúa. Đó là đặc tính của lời cầu nguyện thật. Lời cầu nguyện được Chúa nghe. Nói cách khác, Ê-sai thật sự nắm chặt lấy Chúa mà cầu nguyện. Đó là đặc tính của lời cầu nguyện thật. Vì cầu nguyện không phải là trình bày qua loa các nhu cầu ước muốn của mình một cách phân tâm, hời hợt, mà phải nắm chặt lấy Chúa, không để Chúa đi như Gia-cốp đã vật lộn với Người, đã xuất hiện vào thời điểm gay cấn nhất trong cuộc sống của ông. Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 26. Cơ đốc nhân nào chưa biết đưa tay lên nắm lấy Chúa và giữ chặt lấy Chúa để kêu xin, biện bạch, khẩn nài, là người chưa đạt đến điểm bắt đầu để biết cầu nguyện thật. Chúng ta có thể coi lời cầu nguyện của Ê-sai trong đoạn 64 bắt đầu với lời nài xin. Ôi, ước gì Ngài xé rách các tầng trời, Ngài ngự xuống và làm rung động các núi trước mặt Ngài, là lời cầu nguyện tối cao để xin Đức Chúa Trời ban cho phục hưng. Những lời cầu nguyện Chúa ban phước, che chở, bảo vệ chúng ta trong ân điển của Chúa là những lời cầu xin đúng và chúng ta phải đừng bỏ qua. Nhưng chúng ta phải tiến xa hơn, phải vượt quá những nhu cầu thông thường của hội thánh mà dâng lên Chúa lời cầu nguyện đặc biệt, khẩn cấp, để xin Thánh Linh Đức Chúa Trời thăm viếng hội thánh cách đặc biệt và ban cho chúng ta một cuộc phục hưng. Ông Cowper đã trình bày lời khẩn xin tối hậu trong lời thánh ca sau đây. Ôi, xin Chúa xé rách các tầng trời và ngự xuống, để biến cả ngàn tấm lòng thành đền thờ Chúa ngự. Cowper bắt chước tiên tri Ê-sai cầu xin Chúa xé rách các tầng trời và ngự xuống thăm viếng hội thánh.
Ban cho phục hưng để 1.000 người hay 3.000 người tiếp nhận Chúa như trong ngày lễ ngũ tuần. Đây là lời cầu xin một cái gì bất thường, một việc phi thường, và đồng thời cũng nhắc chúng ta nhớ việc Chúa đã cứu rất nhiều người khi Ngài ban cho Hội Thánh phục hưng. Tất cả mọi công việc của Đức Chúa Trời làm đều là phi thường, việc siêu nhiên, diệu kỳ, siêu việt. Nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa việc Chúa vẫn làm thông thường với những việc Chúa làm khi Ngài giáng xuống. Khi Chúa xé rách các tầng trời và ngự xuống cách bất thường, chúng ta có thể trưng dẫn tập nhật ký của George Whitefield kể rằng trong một buổi thờ phượng tại Cheltenham, khi ông đang giảng thì chính Chúa, chính Đức Chúa Trời đã ngự xuống giữa trong vòng chúng tôi. Chúng ta biết Whitefield rất ít dám giảng mà không biết chắc chắn mình được Thánh Linh sức dầu và ban quyền năng. Nhưng hôm đó ở Cheltenham có một biến động đặc biệt phi thường đã xảy ra, nên ông ghi lại trong tập nhật ký là chính Đức Chúa Trời đã ngự xuống. Trước đó Whitefield đã được ở trong sự hiện diện của Chúa và đã nhận được rất nhiều ơn phước của Chúa. Nhưng đây là một biến động diệu kỳ. Đức Chúa Trời đã ngự xuống. Đó chính là biến động xảy ra khi Hội Thánh được phục hưng. Vì phục hưng là ý thức rõ ràng, là nhận thức được sự hiện diện thật sự của Thánh Linh Đức Chúa Trời giữa vòng dân của Ngài. Có lẽ đa số chúng ta chưa hề biết được sự này, nhưng đó là việc có thật đã xảy ra mỗi khi có phục hưng và vượt xa tất cả các kinh nghiệm sống trong sinh hoạt bình thường của Hội Thánh. Như trường hợp của George Whitefield kể lại, những người đang nhóm họp lại thì lý biết rõ ràng có Chúa đến giữa vòng họ. Họ cảm biết vinh quang, họ cảm biết sự hiện diện của Chúa. Họ không thể định nghĩa, không thể mô tả, không thể nói ra lời, mà chỉ biết rằng trước nay họ chưa hề bao giờ có kinh nghiệm đó. Có khi họ gọi là thời gian đó là ngày trời trên đất. Họ cảm thấy họ đang ở trên thiên đàng. Họ quên cả thời gian, hay nói đúng hơn, thời gian không còn ý nghĩa gì với họ nữa. Thời gian dường như đã biến mất vì họ đang sống trong cõi thuộc linh. Đức Chúa Trời đã giáng xuống giữa vòng họ, đầy rẫy nơi phòng họp và ban cho nhiều người trong nhóm được biết sự hiện diện vinh hiển của Chúa. Ngoài ra, quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ rất rõ rệt, vì mỗi khi Đức Chúa Trời bày tỏ vinh quang và sự hiện diện chói sáng của Ngài, Ngài cũng bày tỏ quyền năng của Ngài. Chúng ta nên chú ý đến động từ xé rách trong lời nài xin của Ê-sai: ôi ước gì Ngài xé rách các tầng trời. Động từ này mô tả một sức mạnh, một quyền năng làm cho các tầng trời bị xé rách ra. Chúa phát tung các tầng trời để ngự xuống, để làm rung động, làm chảy ra các núi trước mặt Chúa. Những núi lớn sừng sững chịu đựng được tuyết, mưa, bão táp hàng bao nhiêu thế kỷ đều phải chảy ra khi Chúa ngự xuống. Nhà tiên tri cũng dùng hình ảnh của lửa. Lửa đốt, lửa làm sôi nước để mô tả quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin rằng khi cầu nguyện như vậy, tiên tri Ê-sai nhớ lại việc Đức Chúa Trời đã làm tại núi Sinai khi Ngài ban luật pháp và được ghi chép trong Suất Ê-díp-tô ký đoạn 19 từ câu 16 đến câu 20. Qua sáng ngày thứ ba có sấm vang, chớp nhoáng, một áng mây mịn mịt ở trên núi và có tiếng kèn thổi rất vang động. Cả dân chúng ở trong trại quân đều run sợ. Môi-se biểu dân ra khỏi trại quân nghinh tiếp Đức Chúa Trời. Dân chúng dừng lại tại chân núi. Và bây giờ khắp núi Sinai đều có khói, vì Đức Giê-hô-va trong lửa giáng lâm nơi đó. Khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều rung động cách kịch liệt. Tiếng kèn càng vang động. Môi-se nói, Đức Chúa Trời đáp tiếng lại. Đức Giê-hô-va giáng lâm trên chót núi Sinai, đòi Môi-se lên. Môi-se bèn lên. Đó là sự việc đã xảy ra cho dân Israel và họ không bao giờ quên được. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài với vinh quang và quyền năng phi thường của Ngài để dân chúng không còn sợ nữa. Trên con đường trong sa mạc vào đất hứa, họ sẽ gặp nhiều dân tộc thù nghịch và các đạo quân thù sẽ tập trung để chống đánh họ. Nhưng đâu có thể nào đương đầu với quyền năng của Đấng làm rung động núi lớn. Đó là điều Ê-sai cầu xin, vì ông biết chắc chắn là ông cầu xin với Đức Chúa Trời là Đấng không bao giờ thay đổi.
và bây giờ Ngài có thể làm lại việc Ngài đã làm khi xưa. Hội thánh của Chúa phải có ý thức chắc chắn về quyền năng của Đức Chúa Trời để cầu xin Chúa bày tỏ quyền năng đó ra. Phần nửa các khó khăn của hội thánh là do chúng ta không ý thức được sự vĩ đại và toàn năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta bối rối lo sợ khi thấy thế gian dường như quá mạnh mẽ, tội lỗi như nước vỡ bờ, không có gì có thể ngăn chặn được. Nhưng lời tiên tri này sẽ đến ngày ứng nghiệm. Ngày của Chúa chắc chắn thế nào cũng tới, nhưng bất thần như kẻ trộm. Vào ngày đó các tầng trời sẽ vang rầm biến mất, các thiên thể sẽ tiêu tan trong lửa hừng, địa cầu và mọi công trình trên đó đều bị tiêu hủy cả. Chúng ta đừng quên rằng ngày đó gần tới rồi, và bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, cả vũ trụ, tất cả mọi thứ thể chất, nguyên tố, tất cả những dãy núi sừng sững sẽ tan chảy cả, các tầng trời sẽ biến mất. Quả địa cầu này của chúng ta cũng sẽ bị lửa tiêu hủy. Vì vậy, chúng ta phải tự nhắc nhở cho mình nhớ rằng chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời có quyền năng vô biên, và đừng bao giờ quên quyền năng đó. Ôi ước gì Ngài xé rách các tầng trời, Ngài ngự xuống và làm rung động các núi trước mặt Ngài. Khi thấy các rắc rối khó khăn trong hội thánh Côrintô, sứ đồ Phaolô viết thơ nhắc nhở cho họ rằng: khi giới chiến đấu của chúng tôi không do loài người chế tạo, nhưng là vũ khí vô địch của Thượng Đế để san bằng mọi chiến lũy kiên cố, chiến thắng mọi lý luận, mọi tư tưởng tự cao cản trở sự hiểu biết Thượng Đế, bắt mọi mưu lược phải đầu hàng Chúa cứu thế. Côrintô 2 đoạn 10 từ câu 4 đến câu 5. Chúng ta đã có một ý thức rõ rệt dứt khoát về quyền năng của Đức Chúa Trời chưa? Chúng ta có biết rằng quyền năng của Chúa là quyền năng vô biên không? Là người Cơ Đốc hiện đại, chúng ta có biết rằng khi giới chiến đấu của chúng ta không phải là khi giới của con người, như là vũ khí vô địch của Chúa để san bằng mọi chiến lũy kiên cố hay không? Tại sao chúng ta còn để cho các triết lý, các ý thức hệ, các tổ chức chính trị của con người hay những phong trào chống đối Chúa làm cho chúng ta lo lắng sợ hãi? Tại sao chúng ta cứ nói, cứ nghĩ về kẻ thù mà quên bẵng đi quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời? Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời có quyền năng xé rách các tầng trời, làm cho núi non tan chảy, làm cho biển sôi lên sùng sục như là nước nấu sôi trong ấm. Ngài là Đức Chúa Trời vĩnh cửu đời đời. Tiên tri Ê-sai đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời toàn năng bày tỏ quyền năng vinh quang của Ngài. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có phát lên lời cầu nguyện từ đáy lòng để xin Chúa bày tỏ quyền năng vinh quang của Ngài như Ê-sai và một số người khác trong lịch sử hội thánh đã cầu nguyện không? Tại sao tất cả các Cơ Đốc nhân không cầu nguyện như vậy? Bây giờ chúng ta nghiên cứu lý do tại sao tiên tri Ê-sai cầu nguyện như vậy. Ê-sai phải có một lý do để cầu nguyện. Tất cả mọi người của Đức Chúa Trời đều có lý do để cầu nguyện. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải biết mình cầu nguyện vì lý do gì. Nếu không, chúng ta không thể cầu xin những điều như tiên tri Ê-sai được. Tiên tri Ê-sai đã cầu xin Đức Chúa Trời xé rách các tầng trời, ngự xuống, làm rung động núi, vân vân. Là vì hai lý do chính. Lý do thứ nhất là để cho kẻ thù nghịch của Ngài biết danh Ngài, và lý do thứ hai là tình cảnh thê thảm của sản nghiệp Chúa. Làm cho kẻ thù Chúa biết danh thánh của Chúa luôn luôn là lý do thứ nhất và lý do quan trọng nhất thúc đẩy Ê-sai và tất cả thánh nhân trong kinh thánh cầu nguyện. Họ có thể cầu nguyện được như vậy là vì họ có lòng sốt sắng nóng cháy về danh vinh quang của Đức Chúa Trời, để xin Chúa ngự xuống cho các kẻ thù nghịch của Chúa được biết danh Chúa. Chúng ta chú ý đến điểm quan trọng này. Tiên tri Ê-sai nói các kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời. Tại sao Ê-sai không nói với Chúa họ là các kẻ thù nghịch của chúng con? Nói như vậy không sai mấy, nhưng Ê-sai có con mắt thấy sâu xa hơn để thấy đúng chân tướng kẻ thù, và ông thấy họ là kẻ thù của Chúa. Chúng ta thường sai lầm ở điểm này. Chúng ta cứ coi hội thánh và hội đoàn là tổ chức do chúng ta sáng lập nên, là chúng ta nên áp dụng mọi chương trình, mọi kỹ thuật. Chúng ta thiết lập hết tổ chức này đến cơ quan nọ để giữ cho hội thánh khỏi đóng cửa. Lý do là vì chúng ta coi những kẻ thù là kẻ thù của chúng ta, chứ không phải là kẻ thù của Đức Chúa Trời.
Nếu chúng ta không có con mắt của tiên tri Esai để thấy có gì sau thế giới hữu hình, thì trong cõi thuộc linh của chúng ta là những con người quá non kém. Chúng ta nói về hậu quả của tội ác, có kinh thánh thì nói đến nguyên nhân của tội ác. Chúng ta lo ngăn ngừa chống đối với những thứ như radio, TV, cine, phim trường, vân vân. Nhưng kinh thánh nói rằng chúng ta không chiến đấu với thịt và huyết, tức là người trần gian. Ephesô đoạn 6 câu 12. Chúng ta không chiến đấu với người đời hay những việc họ làm, nhưng chúng ta chiến đấu với quyền lực vô hình đang thống trị thế giới tối tăm này và với các tà linh trên không trung. Những thứ thấy được chẳng qua là những con chốt, những người bị lừa bịp, những công cụ trong tay của kẻ thù ghét Đức Chúa Trời là Satan. Lý do thứ nhất thúc đẩy tiên tri Esai cầu xin Đức Chúa Trời ngự xuống là để cho các kẻ thù của Chúa, luôn cả người đời, được biết danh Ngài. Người đời khinh xê phúc âm, không chú ý đến sứ điệp cứu rỗi vì họ chưa thấy danh Chúa được bày tỏ. Hội thánh đã sai lầm khi tưởng rằng họ có thể hấp dẫn, thu hút người đời, nhất là giới trẻ, bằng cách tổ chức những chương trình văn nghệ, kịch nghệ bình dân, trình diễn đại nhạc hội, vân vân. Nhưng họ sẽ không bao giờ đến với hội thánh nếu họ không biết danh Chúa. Vì vậy, tiên tri Esai cầu xin Chúa: "Ôi, ước gì Ngài xé rách các tầng trời, Ngài ngự xuống cho đến câu, hầu cho các kẻ thù nghịch của Ngài biết danh Ngài và các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài." Đó là điều chúng ta phải cầu nguyện, vì khi Chúa ngự xuống và bày tỏ danh vinh hiển và quyền năng của Ngài, chẳng những người đời sẽ biết danh Chúa mà họ còn phải run rẩy kính sợ Chúa để từ bỏ tội lỗi nữa. Đó cũng là đề tài của Thi Thiên 99 khi tác giả Thi Thiên này nói rằng: "Đức Giê-hô-va cai trị, các dân hãy run sợ, Ngài ngự trên các cherubin, trái đất khá rung động." Thảm kịch của thế giới hiện nay là họ không biết Đức Giê-hô-va là đấng hằng sống, là Đức Chúa Trời đời đời, là đấng đã dựng nên và đang cầm trong tay tất cả các loài thọ tạo. Người đời kiêu ngạo, hách dịch, các nhà cầm quyền trên thế gian có thái độ khinh khỉnh với Chúa là vì họ chưa thấy được danh Chúa được bày tỏ. Nhưng nếu họ được thoáng nhìn vinh quang của Chúa và biết rằng Chúa sẽ làm rung động cả thế giới, rồi Ngài sẽ đốt trời và đất tiêu tan hết, họ sẽ run rẩy trước sự hiện diện của Ngài. Đến ngày cuối cùng, các vua chúa trên mặt đất, các lãnh tụ chính trị và quân sự, người giàu có thế lực cùng mọi người tự do hay nô lệ đều trốn trong hang động, giữa các khe đá trên núi và kêu xin với núi đá rằng: "Hãy đổ xuống che kín chúng tôi để chúng tôi tránh khỏi mặt đấng ngồi trên ngai và cơn thịnh nộ của Chiên Con." Khải Thị đoạn 6 câu 15-16. Tất cả các dân tộc đều phải run sợ vì Chúa cai trị. Tất cả hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Thi Thiên 46 câu 10. Ngài là đấng vô sở bất năng, làm thành mọi sự Ngài muốn. Không có gì Chúa không làm được. Từ cái không không, Chúa đã dựng nên muôn loài vạn vật, vì Ngài là đấng tạo hóa. Tiên tri Esai đã biết như vậy nên cầu nguyện: "Chúa ơi, tại sao Chúa không ngự xuống để cho các kẻ thù nghịch của Chúa biết danh Chúa và run sợ trước mặt Chúa?" Là cơ đốc nhân, chúng ta phải cầu nguyện như tiên tri Esai: "Xin Chúa cho những người kiêu ngạo, sức sược và phạm tượng được thoáng nhìn vinh quang của Đức Chúa Trời để họ yên lặng và biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời và run rẩy trước mặt Ngài." Đó là lý do thứ nhất thúc đẩy Esai cầu nguyện và cũng là lý do thúc đẩy những người biết cầu nguyện xin Chúa ban cho phục hưng. Lý do thứ nhì thúc đẩy tiên tri Esai mà tiên tri đã nêu ra trong mấy câu cuối cùng của đoạn 64 là tình cảnh thê thảm của sản nghiệp Chúa. Chúng ta cần thấy là tiên tri Esai nhắc đến lý do này sau cùng. Trong khi đó, chúng ta quá chủ quan và coi mình là trung tâm của tất cả, nên bắt đầu cầu nguyện bằng cách nói đến tình cảnh của mình, rồi chấm dứt cũng nói về mình. Nhưng Esai đã đặt danh Chúa và vinh quang của Chúa lên trên hết,
rồi cuối cùng mới trình bày tình cảnh thê thảm của dân chúng, của Jerusalem, của cả xứ, tức là sản nghiệp của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài chớ quá giận, đừng luôn luôn nhớ đến tội ác chúng tôi. Này, chúng tôi xin Ngài đoái xem, chúng tôi đều là dân Ngài. Các thành thánh của Ngài đã nên đồng vắng, Sion đã trở nên đồng vắng, Jerusalem đã trở nên hoang vu. Nhà thánh và đẹp đẽ của chúng tôi, tức là nơi tổ phụ của chúng tôi ngợi khen Ngài, thì đã bị lửa đốt cháy rồi. Mọi nơi vui vẻ của chúng tôi đều bị hủy hoại. Hỡi Đức Giê-hô-va, đã đến nơi này mà Ngài còn nín chịu được sao? Có lẽ nào Ngài cứ làm thinh khiến chúng tôi chịu khổ không ngần. Câu 9 đến câu 12. Nhà tiên tri xin Đức Chúa Trời nhìn xem tình cảnh của dân Chúa là sản nghiệp của Chúa để kêu cầu Chúa ra tay can thiệp. Những người biết cầu nguyện cho phục hưng cũng nêu lên hai lý do tiên tri Ê-sai đã nêu lên để xin Đức Chúa Trời đoái xem và thương xót hội thánh. Xin Chúa thấy thực trạng của hội thánh ngày nay so với địa vị vinh hiển của hội thánh vào ngày lễ ngũ tuần và vào những thời kỳ phục hưng, rồi kêu cầu Chúa đoái xem sản nghiệp Chúa mà Chúa đã chuộc bằng chính huyết Ngài và đem hội thánh trở về địa vị vinh hiển mà hội thánh đã có. Bây giờ chúng ta học đến những điều đã khuyến khích tiên tri Ê-sai để ông có thể cầu nguyện như thế này. Điều khuyến khích thứ nhất là những việc Đức Chúa Trời đã làm trong quá khứ. Trong câu 3 ông nói, khi Ngài đã làm những sự đáng sợ mà chúng tôi không trông mong, thì Ngài ngự xuống và các núi đều rung động trước mặt Ngài. Ê-sai muốn trình với Chúa rằng, lạy Chúa, con chỉ xin những gì Chúa đã làm lúc trước, là lúc Chúa làm cho dân Chúa kinh ngạc khi Chúa thi thố những công việc họ không hề tưởng tượng đến. Đức Chúa Trời đã làm những việc đó ở xứ Ai Cập khi dân Chúa đang ở vào hoàn cảnh tuyệt vọng, vô kế khả thi. Pharaoh có quân đội với chiến xa, các đốc công có roi đánh đập họ tàn nhẫn, khi trong tay người dân không có một khí giới nào. Đức Chúa Trời đã làm những việc mà loài người phải bó tay. Ngài đã sai các tai họa đến, hạ Pharaoh xuống cho và đem dân của Chúa đi. Khi họ lâm vào tử địa, phía trước có biển đỏ, phía sau có đại binh của Pharaoh, thì Chúa rẽ biển. Chúa đã làm việc họ không thể tưởng tượng hay không trông mong. Lúc ở trong sa mạc hoang vu chơi chọi, Chúa ban cho họ bánh mana làm lương thực và ban cho nước từ một vầng đá. Đó là những việc họ không trông mong, nhưng đó là công việc của Đức Chúa Trời. Khi đến bờ sông Giô-đanh, đang mùa nước dâng tràn lan, không cầu cống, không thuyền bè, làm sao họ có thể vào đất hứa? Nhưng đối với Đức Chúa Trời toàn năng thì Giô-đanh là cái gì? Ngài chỉ cần phán một tiếng là đã rẽ sông cho dân đi ngang qua như đi trên đất khô. Rồi Ngài giúp họ đánh bại những dân khổng lồ để chiếm xứ và định cư. Đó là điều thứ nhất đã khuyến khích Ê-sai cầu nguyện. Nhưng là cơ đốc nhân, chúng ta có điều gì khuyến khích vĩ đại hơn những điều đã khuyến khích tiên tri Ê-sai? Vì khi đúng kỳ hạn, Thượng Đế đã sai con Ngài xuống trần gian do một người nữ sinh ra trong một xã hội bị luật pháp trói buộc. Galati đoạn 4 câu 4. Đức Chúa Trời có thể nào đến và ở với loài người không? Đức Chúa Trời đã thực hiện điều đó. Ngài đã xé rách các tầng trời, sai con Ngài là Thượng Đế ngôi hai xuống trần do một trinh nữ sinh ra đời. Đó là việc chúng ta không hề trông mong, nhưng Đức Chúa Trời đã làm. Có người có thể nói rằng, nhưng Giê-xu ở Nazareth đã bị quân thù bắt, lên án tử hình và giết chết trên thập tự giá. Thưa không, Đức Chúa Giê-xu đã xé rách quyền lực của tử thần, bước ra khỏi mồ mả một cách khải hoàn. Ngài là Chúa của sự sống lại. Sự chết đã bị thất bại, mồ mả đã mất hết quyền lực. Này sự chết, ngươi chiến thắng ở nơi nào? Này sự chết, nọc độc của ngươi ở đâu? Cũng có người còn bi quan nói,
Nhưng Chúa đã về trời, chỉ để lại 12 sứ đồ không học hành gì cả và một nhóm môn đồ yếu ớt giữa một xã hội Do Thái chống nghịch và giữa các dân tộc không biết Đức Chúa Trời. Thế gian là nghịch thủ họ, địa ngục chống đối họ. Nhưng khi 12 sứ đồ và các môn đồ khác đang cầu nguyện trên phòng cao vào ngày Linh Ngũ Tuần thì có tiếng động từ trời như luồng gió mạnh thổi vào đầy nhà. Cái gì vậy? Xin thưa, đó là Đức Chúa Trời đã xé rách các tầng trời và ngự xuống. Đó là Đức Thánh Linh, là Thượng Đế Ngôi Ba giáng lâm. Chúng ta hãy nhắc nhở đến biến động này cho chính chúng ta, và chúng ta cũng nhắc nhở cho Chúa nữa, vì Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, và Ngài đã lặp lại biến động này nhiều lần trong sách Công Vụ và trong suốt lịch sử Hội Thánh. Chúng ta đã đọc lịch sử các cuộc phục hưng trong Hội Thánh, như cuộc cải chính Tin Lành. Cuộc phục hưng giữa thế kỷ thứ 18 đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến thủ đô London và nhiều tỉnh, nhiều vùng ở Anh Quốc. Vào thời kỳ đó, Thánh Linh cũng xé rách các tầng trời và ngự xuống và thăm viếng Bắc Mỹ, như chúng ta đã nhắc ở trong mấy chương trước. Chúng ta cũng phải kể cuộc phục hưng năm 1859, cuộc phục hưng ở Trung Hoa vào đầu thế kỷ khi Chúa dùng sứ giả phục hưng Jonathan Gofford, vân vân. Các cuộc phục hưng này là gì? Là Chúa xé rách các tầng trời, ngự xuống thăm viếng dân Ngài, bày tỏ vinh quang và quyền năng tối thượng của Ngài. Khi Đức Chúa Trời đã làm những sự đáng sợ mà chúng tôi không trông mong, đó là những sự khuyến khích vĩ đại của Chúa ban cho chúng ta trong lịch sử. Điều khuyến khích thứ hai tiên tri Ê-sai đã nêu lên trong câu 4, khi ông nhắc nhở dân Israel những sự có thể xảy ra, tức là những việc Đức Chúa Trời có thể làm khi họ cầu nguyện với Ngài. Từ xưa người ta chưa hề biết, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy ngoài Ngài có Đức Chúa Trời nào khác, hay là vì kẻ trông đợi mình mà làm những sự thể ấy. Đây là một điều khuyến khích phấn khởi vô cùng, vì không có những gì giới hạn điều chúng ta có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Không có một giới hạn nào cả. Sứ đồ Phao-lô có nhấn mạnh điểm này trong Cô-rinh-tô 2, đoạn 2, câu 9. Những điều chưa mắt nào thấy, chưa tai nào nghe, và chi loài người chưa hề nghĩ tới, nhưng Thượng Đế đã dành sẵn cho con người yêu mến Ngài. Chúng ta phải xin Chúa mở mắt để thấy những sự có thể xảy ra. Những việc Chúa có thể làm là vô biên, và đừng bao giờ đặt các giới hạn nhỏ bé hẹp hòi để giới hạn cánh tay toàn năng của Đức Chúa Trời. Vì Chúa có thể làm những việc cho con người chưa nghĩ tới, những công việc mà dù cho loài người có dùng hết ý tưởng tượng của họ cũng không thể nào hình dung được. Nhưng sứ đồ Phao-lô còn viết trong Ê-phê-sô rằng: Tôi cầu xin Cha do vinh quang vô hạn của Ngài ban quyền năng Thánh Linh cho tâm hồn anh em được vững mạnh. Cầu xin Chúa cứu thế nhân đức tin ngự vào lòng anh em, cho anh em đâm rễ vững gốc trong tình yêu thương. Cầu cho anh em cũng như mọi con cái của Chúa có khả năng hiểu nổi chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của tình yêu thương bao la vô hạn của Chúa cứu thế. Cầu cho chính anh em được kinh nghiệm tình yêu thương ấy, dù nó lớn lao vô hạn, vượt quá trí thức loài người. Nhờ đó anh em sẽ được đầy dẫy chính Thượng Đế. Ê-phê-sô đoạn 3 từ câu 16 đến câu 19. Lời cầu nguyện này áp dụng cho chúng ta là mỗi cơ đốc nhân, mỗi người tin theo Chúa Giê-xu. Không phải chúng ta chỉ được cứu rỗi, biết tội lỗi của mình được tha để cảm thấy thoải mái, để thành một hội viên khả kính trong hội thánh mà thôi. Nhưng điểm tối hậu của lời cầu nguyện này là anh em sẽ được đầy dẫy chính Đức Chúa Trời. Nhưng làm sao chúng ta có thể được đầy dẫy chính Chúa? Xin vinh quang quy về Thượng Đế là đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta. Ngài có thể thực hiện mọi điều vượt qua mức chúng ta cầu xin và mong ước. Câu 20. Chúng ta đáng phải hổ thẹn vì lời cầu nguyện của chúng ta quá hẹp hòi, vì chúng ta giới hạn quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-sai còn nhắc đến một điều vô cùng phấn khởi nữa trong câu 5. Ngài đã đón rước kẻ vui lòng làm sự công bình, kẻ đi trong đường lối Ngài và nhớ đến Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Trời về lời bảo đảm này.
Làm thế nào chúng ta có thể biết chắc chắn Chúa nghe lời cầu nguyện này xin của chúng ta? Đây là câu trả lời. Chúa sẵn sàng tiếp đón gặp gỡ những người vui lòng làm theo sự công bình. Ngài nhậm lời mọi người trông đợi Ngài, như có nói trong câu 4. Gia-cơ đoạn 4 câu 8 cũng dạy rằng: Hãy đến gần Thượng Đế, Ngài sẽ đến gần anh em. Và Jeremy đoạn 29 câu 13 cũng ghi chép chính lời Chúa quả quyết rằng: Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Chúng ta đã tìm kiếm Chúa chưa? Đã gặp được Chúa chưa? Hãy đến gần Chúa thì Chúa sẽ đến gần chúng ta. Ngài đón rước gặp gỡ kẻ vui lòng làm sự công bình. Chắc chắn Chúa sẽ cho chúng ta gặp Ngài, ngợi khen danh thánh của Ngài. Điều khuyến khích sau cùng là bản tính giàu ân điển của Ngài. Phần thứ hai của câu 5 có một ý nghĩa rất là lạ. Này, Ngài đã nổi giận vì chúng ta phạm tội đã lâu như vậy thì còn được cứu sao? Mấy chữ đã lâu như vậy có nghĩa là cứ tiếp tục mãi mãi ở trong những điều đó. Lời cầu nguyện của Ê-sai có ý nghĩa như thế này: Ôi lạy Chúa, Chúa đã lánh mặt khỏi chúng con vì chúng con phạm tội, chúng con làm buồn lòng Chúa. Cơn thạnh nộ của Ngài đã bày tỏ để hình phạt tội lỗi chúng con. Nhưng ôi Chúa, Chúa không muốn như vậy. Chúa không phải lúc nào cũng nổi cơn thạnh nộ, vì Chúa luôn luôn tiếp tục lâu dài trong những điều đó. Tức là Ngài đón rước kẻ vui lòng làm sự công bình, vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời. Sự khóc lóc đến trọn ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Thi Thiên đoạn 30 câu 5. Nhà tiên tri biết rõ điều này và thưa với Chúa: Con tạ ơn Chúa vì cơn thạnh nộ của Chúa chỉ tạm thời, còn sự thương xót của Chúa còn đến đời đời. Tạ ơn Chúa vì lòng thương xót, tình yêu thương, nhân từ của Chúa vô cùng sâu xa hơn thịnh nộ, nên con bám chặt vào các bản tính thiện hảo này của Chúa. Chúa cứ tiếp tục mãi mãi trong sự thương xót, nhân từ, tình yêu thương của Chúa, và nhờ đó chúng ta mới được cứu rỗi. Đây là điều vô cùng phấn khởi để khuyến khích chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban phục hưng. Chúng ta được khuyến khích bởi quyền năng, vinh quang và sức mạnh vô biên của Chúa, nhưng lòng nhân từ thương xót, ân điển vô bờ bến dành cho tội nhân xấu xa ghê tởm nhất là điều vô cùng khích lệ chúng ta. Trong khi chúng ta đã chết trong tội lỗi mình, trong khi chúng ta còn là kẻ thù của Đức Chúa Trời, thì chúng ta được phục hòa với Ngài nhờ sự chết của con Ngài trên thập tự giá. Nhưng Thượng Đế đã chứng tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là con người tội lỗi, thì Chúa cứu thế đã chịu chết thay chúng ta. Roma đoạn 5 câu 8. Đức Chúa Trời không bằng lòng hội thánh vì cớ tội lỗi tẻ tách chân lý của Chúa, phản nghịch Chúa, làm buồn Thánh Linh. Nhưng nếu hội thánh thật sự ăn năn, thật sự tìm kiếm Đức Chúa Trời, Chúa sẽ tiếp đón, sẽ gặp gỡ hội thánh. Vì khi nào hết lòng, hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 4 câu 29. Chúng ta hay tìm cầu Chúa, kích động chính mình lên để kêu cầu danh thánh của Ngài. Hãy nắm chặt lấy Chúa, kêu xin Chúa những lời này xin của con với Cha, với đấng dựng nên chúng ta, với đấng xưng mình là thợ gốm còn chúng ta là đất sét, với đấng luôn luôn dẫn dắt chúng ta, với Đức Chúa Trời đời đời. Hãy kêu la với Chúa, nài xin Ngài. Ôi ước gì Ngài xé rách các tầng trời mà ngự xuống.
Trên ngôi cao quyền năng, Chúa đấng nhân từ thương xót. Ngài ôi đoái xem quanh đây bao hoang tàn. Nguyện Chúa thứ tha gánh thay tội ác nhân gian. Ngài quãng xa đi bao buồn đau. Mọi lòng nghiệp mà dựng xây vương quốc Cha Thánh, cất hết bao điều gian dối, cùng bao ý riêng cho Cha nhân từ. Nguyện lửa Thánh Linh phấn hưng bùng cháy trong con. Tràn ngập trên khắp quê hương con, xin cho yêu thương Cha sẽ đổi thay cuộc sống nơi nơi. Xin Linh Cha tuôn đầy lời chân lý Cha ban ra, xua tan đi đau thương nước Chúa Cha ngự đây. Cuộc sống nơi nơi.